Kính bạch sư, từ ngài biết được chút căn bản giáo lý Phật pháp, con nhận ra lượng kiến thức Phật pháp là vô cùng rộng lớn. Bản thân con lại có những hạn chế nhất định trong việc tu học. Vậy nên con quyết định tu học bằng cách quay về bên trong, quan sát tâm ý, kiểm soát lời nói và hành động của mình, cố gắng hướng thiện, hành thiện nhiều hơn. Nhưng tâm ý con khi hành thiện lại hay mong cầu quả báo tốt đẹp sẽ trổ. Dù con hiểu việc đó là không nên, vậy sao mình chế được mong cầu? Thì tách ra ha, tách ra. Có những cái mong cầu á, nó vốn dĩ nó không có xấu. Nó chỉ xấu khi nào cái mong cầu của chúng ta nó quá thấp. Quý vị có thể mong cầu như thế này: khi mà tôi làm thiện, tôi tu tập, tôi tu tạo các công đức, thì cái thiện đó, đó nó sẽ là nhân để tôi đi đến con đường giải thoát giác ngộ. Thì khi đó, đó nó sẽ trở thành cái quyết định ba la mật, cho nên không có xấu. Còn những cái việc như là giàu sang, xinh đẹp, rồi cái này cái nọ cái kia đó, thì chúng ta không cần mong cầu. Quý vị chỉ cần mong cầu là nó sẽ, các cái quả lành của mình nó sẽ trổ quả là cái nhân để đưa đến sự giác ngộ giải thoát cho đời sau kiếp khác thôi. Như vậy đủ rồi. Có người họ nói đó là họ sợ là nếu mà họ mong cầu giải thoát thì nó sẽ không có trổ cái quả, những cái quả báo tục đế. Ví dụ như họ cầu cái chân đế thì nó sẽ không trổ quả tục đế. Họ cầu cái quả giải thoát thì nó sẽ không có chỗ cái quả ở thế gian. Không phải như vậy. Sư nói giống như một cái đứa học sinh giỏi mà nó nỗ lực, nó học hành ấy, để nó đứng đầu toàn trường, thì chắc chắn là nó sẽ phải lên lớp. Cho nên là trong cái đầu một đứa học sinh giỏi, nó không bao giờ nghĩ đến chuyện là nó muốn được lên lớp và nó mong cho không ở lại lớp. Chuyện đó không có. Trong đầu đứa học sinh giỏi, nó chỉ mong là làm sao để mà nó không bị rớt xuống hạng nhì toàn trường thôi. Đấy. Thì cái chuyện mà nó được cái việc lên lớp là chuyện đương nhiên, chuyện hiển nhiên, và nó không cần mong cầu gì cả. Cũng vậy đó. Khi mà chúng ta làm các thiện pháp mà hướng đến, nhằm mục đích là hướng đến cái quả báo giác ngộ giải thoát, thì tất cả những quả báo còn lại mà nó nhỏ hơn, ví dụ như sanh về cõi trời, ví dụ như được giàu sang, được hạnh phúc, được nhiều người yêu mến, được thế nọ thế kia, mình không cần mong muốn, mình vẫn sẽ có.